Vâng, xin chào quý vị các bạn. Ngọc Quang em xin được lên sóng về cái sản phẩm đẩy Martin mã MX18000W. Vâng, dòng này nó được sử dụng 4 kênh các bác nhé. 4 kênh, các bác cùng xem này. 4 kênh và nguồn rất là to, nguồn mà gà anh em dày, size bao bù dày. Đấy, các bác cùng xem nhá. Đấy, cái cấu hình của nó này. Tụ của nó là hai dàn tụ. Các bác thấy chưa? Hai dàn tụ. Đây. Một dàn bên dưới này nữa các bác nhá. Đấy. Mỗi một dàn là 16 con. Đấy, các bác nhìn bên dưới cũng có này. Đấy, sò của nó đây, các bác thấy không? Sò này. Đấy. Cực nhiều luôn, 1 2 3 4 5. Đấy. Tổng là 64 con. 64 con sò và 32 nhá các bác nhá. 32 con tụ lọc nguồn. Khiêm chưa? Đẩy sai bao u lặng. Hai người khiêng. Con này thì công suất nó hơn 1000W một cây. Đấy, nó rơi vào khoảng 1200W. Đã đời luôn. Con này các bác đánh nói chung là chịu các loại loa luôn. Siêu khỏe. Con này thì các bác có thể dùng gia đình. Dùng những 3 cặp full. Các bác nhá, 3 cặp loa full. Rồi thì một kênh đánh súp. Đấy, các bác chơi súp kép, súp đơn đều được hết các bác nhá. Đánh cực phê luôn. Đấy. Và giá thì em báo các bác nhé, giá rất là tình yêu, giá chỉ 10 triệu đồng thôi. Đấy, một dòng đẩy xịn của Martin. Đấy, dòng này sản xuất Trung Quốc các bạn, sản xuất tại Trung Quốc rất là rõ các bác nhé. Siêu lặng, siêu khủng, siêu khỏe nữa. Em làm chi tiết nội tạng để các bác xem về cái ruột gan mà. Dày nó to bằng ngón tay luôn. Dạ. Đấy, nó có các cổng vào đây. Đây, 4 cổng vào, 4 cổng out. Đấy. Cài loa này các bác. Cài bằng dây này, cài bằng jack lưu trích này. Đấy, quạt gió. 4 quạt gió nha các bác, 4 quạt gió 4 góc. Siêu khủng luôn. Đã chưa các bác? Dày ui luôn. Sắt khung sườn nó phải dày thế này nó mới chịu lực cái trọng lượng của con đẩy này, cực kỳ là đã nha, siêu khỏe. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với em nhá theo số máy quen thuộc. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Đấy. Rất sang trọng.